Bon chàng dữ sợ. Cho chị thêm bông bông khô với bông ướt riêng đi, mà ướt sương sương, ướt quá trời. Bán nó mụn nhiều không? Dạ, lấy sơ rồi. Đấy là bán nó mụn nhiều không? Tao ghê không em? Bình thường chị. Ông chú cha trời à. Bóp hết công lực mà ghê bình thường. Xịn thiệt.
cái nữa là cô rồi chị đó. Khách chờ vì nắng nóng quá. Chắc bà em bà xử luôn cái nó rồi đó. Nó dễ mà độ màu nó dễ, độ màu mà bà cái chai thịt thừa ha. Vừa đen mà vừa lầu nó mới là đầu màu, không phải thịt thừa. Thịt thừa là cái cục mà nhọn 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 lên, mà giống như là mấy người có bầu rồi ha, gọi là thịt thừa. Đầu màu nó là do nắng này, do nhiều cái yếu tố. Nhiều người bị đen hết cả mặt luôn. Yên làm mấy nó xịn, một khi nấu rùi cũng làm được không? Cái nó không như khó như nấu rùi, cái nó là chỉ cứ ngang hết ngang qua thôi là nó sẽ sạch trơn. Tự nhiên gãy cái